Ông chơi muốn ngồi tù các bạn. Đâm một cái đâm thôi là 240 phút. Chị liệu cũng được thôi. Kiếp quốc hải nè anh em. Kiếp quốc hải nè bạn. Thằng này biết có gây hù chứ quán gì mà ông ta. Bác này quen quen với anh mày ơi, không được. Người quen không mà nó nghe giọng mình nó biết. Phải có cửa nào không quen mình đó bạn. Để vô tôi đâm đít rồi ít rồi chạy. Hai mày nói sớm là mình đâm đít chạy rồi. Ê, cửa nào. Ê. Xuống xe bạn ơi. Xe. Thôi. Không biết tôi là ai không. Là biết rồi. Má thằng hồ chánh lắm vậy. Thằng khứa này, thằng nào bạn nào ủng hộ mình lụi lụm gác này một lụi bạn cầm anh số 1. Cà đang nói chuyện mày xíu nè. Anh nghe giọng thân thiện ngon quá bạn. Thằng khứa dụ mình đó bạn. Bạn nào ủng hộ mình rồi cho nó một dao bạn. Cầm anh số 1 bạn. Theo anh. Cà đang nói mày chút chuyện quan trọng nha, không cho ai biết nha. Dạ thì anh cứ vô đây. Cùng quá cái dao của anh này dao bấm mà cắt rồi đó. Vô đây. Anh em ủng hộ mình chơi số 1 đi các bạn ơi. Đủ mà. Các bạn comment đủ 20 số 1 mình mà hốp liền các bạn. Chị, sao em vô bằng thì vô bằng network rồi em? Dạ tại anh qua bên này. Em cái gì? Sao mày nói tại anh? Sao mày không có bắt chuyện hồi cho lớn? Hả? Anh của em qua bên gian này. Anh của em là ai? Anh của em á. Số 1 quá nhiều các bạn ơi, không ai mà không muốn mình về cho nhóm thì ra đi. Nhưng mà bây giờ anh nói em nghe nè. Hiện tại á là em đang bị chi sát đây, hiểu không? Có người thuê anh giết em đó, em biết không? Không, ai vậy? Anh thử. Rất là nhiều người thuê anh giết em luôn. Bây giờ mày đứng lại nói chuyện đàng hoàng đi, mày đừng có đi, hiểu không? Anh nói chuyện cho em nghe nè, bây giờ rất là nhiều người đang muốn truy sát em ở trên Facebook luôn á, em biết không? Bây giờ em có gì muốn nói không? Có gì muốn nói mà để cho mọi người tha thứ cho em không? Đúng, nó không có hạt nào hối lỗi gì hết bạn ơi. Quá đáng thiệt rồi. Phải cho nó một dao thôi các bạn. Cứng đầu, cứng cổ. Các bạn ơi, cho đi nha các bạn. Cho đi nha anh em. Thật này ly. Anh xin lỗi. Quá nhiều người đã muốn em ra đi rồi. Thiện thân thiện ơi. Coi như là anh sẽ cho mày tiền 2000 tiền tiền mét cú nha. Lần sau là trời ơi má. Anh giang hồ đâm đây chứ mướn mày sợ ai. Anh cho mày 2000 tiền hút mang nè. Thằng em hình lụm gác nữa ra đi kìa các bạn. À, liệu mà hồn sống cho mà tốt đi. Đừng để mọi người than phiền gì em nữa. Em biết không? Anh đi đây. Có gì lên Facebook mà lên sạch hành chung với mình coi live stream nha em. Ở đâu anh? Facebook em ơi. Không có kết bạn. Trời ơi, live trên fanpage mà khổ quá. Fanpage là cái nguồn về gì em có biết gì đâu. Thằng lúa bạn. Fanpage không biết nữa thôi bạn, đáng chết bạn vừa. Thôi vậy toàn các bạn. Gặp là lụi. Đó. Gọi là sát hữu chứ nghe bạn, dụ đối tượng ra nơi hẻo lánh thì cho một dao. Khứa đi luôn các bạn. Đi rộng giáo à. Ghê chưa các bạn? Trời ơi, giang hồ hành chung hả bạn? Ủa giang hồ 5 gram mà chúng ta 2 vụ nha bạn. Cho một dao liền bạn, bây giờ đi kiếm mối nữa bạn ơi. Cũ ai ra kiếm mối nữa bạn. Các bạn đợi đi các bạn, đợi. Ê có mét, có thằng này nữa bạn. Con nào đây? Quốc Anh này quen em ta. Ơi tí thằng cháy. What? Không gì ông ơi. Tử người quen. Không được mẹ ơi. Mấy người trong nhà nước này mình chém là mình đi tù các bạn. Đi tù các bạn ơi, không ổn.
phải kiếm mấy người bình thường thôi các bạn. Vẫn còn xe đó à, còn chiếc G1 này của anh mua mà, G125 mấy bạn. Ghê quá đi, 5 gam, nay là 5 gam chứ không phải 2 vụ mọi người. Hôm nay là anh năm đi dành địa bàn mẹ, đập nê chém mướn. Không, từ thủ đoạn nào hết các bạn à. Đó. Anh năm mà các bạn. Đến 5 ra tù rồi, vô nhà tù rồi, cái đó có anh Bạch trong đây không mấy bạn. Các bạn đừng có spam số 1 nha, mà đợi bao giờ mà có kèo các bạn hãy chat số 1 nha. Bây giờ không có kèo các bạn chat để bị cho chat đó, mình đọc comment không có được. Giăng nắng hai vụ. Đừng chém cái xác là đi tù đó em. Đâu có được, chém cái xác là đi tù cả đám á. Hello Hoàng Hải nha các bạn. Mình đi kiếm xe khác đi. Xe phải kiếm tiền hả anh em? Giờ mình đi đâm thê chém mướn các bạn, mình đi kiếm khách hàng. Để mình vô thành phố hỏi có ai anh em nào muốn đâm thê chém mướn không nha. Cảm ơn Võ Phạm Thanh đã chia sẻ livestream mình nha các bạn. 2k lượt xem rồi, cảm ơn mọi người nha. Mọi người like, chia sẻ mạnh lên giúp mình nha mọi người. Hồi các bạn thích đâm thê chém mướn dữ các bạn ơi. Nghề nghiệp này tuy nó không ổn định nhưng mà nó kiếm ra tiền đó các bạn à. Được cái có máu giang hồ các bạn. Giang hồ chợ lớn các bạn. Để mình hỏi vô đây coi có anh em nào muốn đâm thê chém mướn không. Mình mẹ đi mẹ làm sát thủ các bạn không. Đủ chém lộn. H2G chạy cũng bằng chiếc anh à. Hello Việt. Hello anh. Em biết anh là ai không? Là ai anh? Em biết thôi. Nhưng mà hiện tại á, anh có anh là sát thủ nè, em có ghét nào không? Em hay có... dụ anh ơi. Không được, thằng đó nè, ngoài khả năng của anh rồi, thằng đó nó mạnh quá. Anh chơi không được. Anh nói thiệt, bây giờ anh đổi sang một nghề khác rồi, bây giờ em có ghét nào không? Anh làm giờ là... Anh pet quen ấy. Không được. Anh là... Em có 2 vụ, anh là 5k, em biết không? Bây giờ anh đang làm đâm thê chém mướn. Em chỉ cần chuyển khoản cho anh rồi em alo, đổ địa chỉ cái tên thằng đó ra. Anh lợi tới nơi anh khửng luôn. Okay, được không? Để em đi tìm lại anh nhá. Tính gì? Xem đi tìm xem thằng nào ghét em nữa nha. Ok đi. Đi tìm đi, số điện thoại của anh là 37328 nha. Có okay, gì alo okay. Anh alo anh là anh phải kiếm sự đẹp tụi nó luôn nha em. Thằng nào ăn hiếp em á. Các bạn mình phải đi marketing các bạn. Từ từ số 1 các bạn. Tự nhiên mày đập thê chém mướn ai đâu được các bạn. Chúng ta phải từ từ. Chúng ta phải giống như là đi theo dõi gì đó. Đó, đi làm sát thủ đâu phải đơn giản các bạn biết sát thủ mặt khỉ rồi mà đúng không? Chết thế. Hay là công an các bạn. Cái tàu phù của cô Bình gồm bảo đảm ơi. Hả? Tàu phù. Là bên công an các bạn ơi, không đụng được, đụng vô gãy giò. Chào Lê Hữu Phúc nha, chào bạn. Trời ơi các bạn, từ từ chết số 1 bạn. Giờ số 1 giờ mình chém ai vậy các bạn? Mình tự chết cho bạn coi quá. Tội chết, giờ kìa anh còn bánh mì review mà. Anh còn nhiều đồ ăn lắm. Đó. Ở slide kìa các bạn. Ở slide kìa các bạn. Slide kìa các bạn. Slide kìa các bạn, nào muốn mình viết slide đâu các bạn. Các bạn nào có thêm mình viết slide các bạn. Slide số 1 các bạn ơi. Nãy bạn nào kêu mình viết slide đâu các bạn. Slide đi nè. Nói vô tình cảm luôn. Slide ơi. Các bạn ơi, mẹ không nào muốn viết slide số 1 các bạn ơi. Ông ơi. Lên lại đây tôi nói nghe nè, xuống xe đi. Đi rồi, tôi ra đây cái. Từ từ nha, đừng nói ai không. Ok. Khi các bạn nào mình viết kêu viết slide đó các bạn. Mẹ các bạn ơi. Rồi luôn. Số 1 đầy sát khí các bạn. Mỗi lần các bạn chắc số 1 lên là có một người hy sinh các bạn. Ông biết tôi là ai không? Không. Không biết đâu. Không quen đâu. Từ từ tôi phải chở ông ra một chỗ này. Tôi nói chuyện bí mật với ông. Chuyện gì ông Bình thế. Chuyện này mẹ căng thẳng lắm không? Thật sự ra tôi cũng muốn đâu nhưng mà tôi phải ra đây tôi nói với ông. Nghe
kiếm chỗ nào dễ ghẻ thôi. Đấy rồi. Thanh niên slide á các bạn, không nãy các bạn. Ở đây được rồi, sao không nói đi. Đây được rồi đúng không? Xuống xe đi không? Rồi. À, chuyện là như thế này nè. Bây giờ có một người tên Sơn, mẹ thê tôi đi giết ông. Hắn có quen nào tên Sơn không? Tên Sơn đó. Không biết, ở thành phố này tôi chẳng quen ai cả. Nhưng mà hiện tại bây giờ đang có người gọi là rất muốn giết ông. Đúng rồi, tại vì tôi doanh nhân thành đạt mà, nên là cả thành phố nói chung có người ghét, người thích cũng có. Đấy là đúng. Nhưng mà vấn đề là bây giờ là thằng nào thuê? Quá số 1. Nó thề với giá 50.000 ông ơi. Tôi chỉ biết nó là tên Sơn thôi, nó nhắn tin cho tôi. Bây giờ tôi thuê ông hết là đấy được 100.000 này. Tôi không biết ông, nó tôi chỉ là doanh nhân thằng đạt mà. Nhưng mà nó chỉ comment trên trên Facebook của tôi là kêu viết slide đi. Tôi thấy Facebook nó chỉ là tên Sơn thôi ông. Ông xem nó... ông có hù quán gì đó không? Nhưng mà vấn đề bây giờ là nó đưa tiền cho ông chưa? Chưa ông ơi. Chưa đưa tiền mà ông bị giết á. Nhưng mà bây giờ mọi người đang muốn ông phải chết. Tôi méo hiểu sao chứ mà chuyện này như vậy đó ông. Ông bây giờ ông có cái gọi là cái đối tượng nào để tôi làm mặt không? Tôi sẽ tha cho ông. Còn không thì tôi phải buộc ca tay thôi. Biết sao bây giờ, được. Bây giờ tôi có đối tượng nha, đây là Hydra Bot Louis. Thôi, hồi nãy mà Louis cũng bị đòi giết và tôi nếu dám giết ông rồi. Khổ. Bây giờ nè, nếu ông thuê bot Louis thì ông chuyển tiền đi. Dưới danh nghĩa là của Sly, nhưng mà tôi sẽ không khai ông ra đâu. Là tôi sẽ lụm tiền trước là tôi làm liền luôn, chứ tôi không nói chuyện. Bây giờ cho cái giá đi, tôi doanh nhân thành đạt, tôi không. Doanh nhân thành đạt hả, Louis gọi là bot của gan luôn rồi, gọi là chùm luôn rồi, nên giá nó rất là khác không? Để tiếp rồi, cận, rồi. Không phải chuyện đơn giản, ông đồng ý không? Giá nó x3 đây đồng ơi, 150.000 để... 150 à? Để lấy cái mạng của Louis ngọt luôn. Trong vòng bao nhiêu phút nào? Trong vòng 15 phút luôn, ông có thể lên coi live stream luôn, Louis sẽ ra đi. À rồi, ok, 50.000 nha. Ok, chuyển tiền tươi luôn. Đúng rồi, ok, nói là làm luôn. Để nói là làm luôn các bạn, có kèo các bạn ơi. Louis phải chết các bạn ạ. Louis phải chết các bạn ơi. Các okay bạn nha. Cho mình số 1 là rồi, ok, giao dịch. Ok nha. Chuyện nhưng này chỉ bây giờ tôi có thể thuê ngược lại ông giết thằng nào mà hồi nãy nó thuê ông giết tôi. Nhưng đấy. Mà tôi chỉ biết nó tên Sơn không chứ tôi không biết in game nó là gì, bởi vậy tôi mới lại tôi thương lượng với ông nè, chứ nó trả tiền như ông là tôi mà lại tôi đâm nó luôn rồi. Và tôi doanh nhân thành đạt nên trả gì ngoài tiền nên là ok ông được ông ơi. Ê nhưng mà bây giờ cho tôi về đi. Ok được chưa? Được rồi, ok nha. Rồi ok, rồi đi về, về ga xanh đi, rồi tôi sẽ đi tìm Louis cho Louis mẹ đi trong vòng 15 phút. Đúng mà hợp đồng với ông luôn, không mà đúng hợp đồng đền gấp 3 luôn không? Ok luôn này. Kiếm kèo liệt bạn má, slide vào dữ gì ta. Được các bạn thấy không, mình chỉ là gọi là thả con tép bắt con tôm. Đối tượng nào? Bây giờ là giám đốc công an. Trời. Ông có thể cho tôi một cái giá. Giá đó là từ từ ông, để chua lắm. Bây giờ để làm xong vụ Louis cái đi, tôi tính tới đâu làm tới đó các ông ơi. À, toàn là đối tượng mạnh các bạn. À, Louis phải chết rồi các bạn. Rồi, ông thả ở đây được rồi. Để tôi, ông có thể nào cho tôi biết là hiện tại cửa đó đang đâu không? Tôi không biết được, tại vì đối tượng đấy bây giờ tôi, bây giờ ông ấy là boss găng của tôi. Lấy cái xe rồi mới. Ok ạ. Đây. Đây. Xóa xe đâu. Ok. Hiểu chưa? Đây một. Mình đã thấy các bạn rồi, món Louis rộng đó các bạn. Nhưng mà bây giờ Louis đang ở chỗ đông người quá các bạn ạ. À, anh em thấy Louis chưa các bạn? Các bạn nào muốn mình cho Louis ra đi chắc số 1 đó các bạn ơi. Kèo đi chua các bạn. Ơi. Vì tiền, vì đồng tiền mà anh em phải ra đi sao? Người anh em của tôi. À, thấy toàn bot không hả bạn? Các bạn ơi, số 1 của bạn quyết định mà sinh mạng của Louis các bạn ạ.
Thời má mình hồi hộp quá mọi người. Mọi người cho mình số 1 để lên tinh thần mình nè. Cho anh Yên Louis ra đi các bạn. Ok các bạn, được các bạn ơi. Đủ đi cướp rồi giết hả? Ok. À Louis đây rồi. Không biết Louis có coi thì chim không đó. Louis có coi thì chim thì giả hộ lên xe đi với tôi Louis ơi. Má, bây giờ có công an ở đây nữa các bạn, mình không ra tay được các bạn. Nếu bây giờ mình phải theo dõi từ xa các bạn à. Mình chuyên nghiệp đó các bạn, mình phải theo dõi từ xa các bạn. Đó. Đối tượng đã ngay mục tiêu của mình rồi các bạn. Đối tượng đã ngay mục tiêu của mình rồi. Đây là Louis các bạn à. Louis đang đứng rất động. Ngoài xung quanh Louis có rất nhiều người, có cảnh sát nữa các bạn. Nên không tiện ra tay vào lúc này. Xung quanh này có rất nhiều đàn em các bạn à. Không ngờ slide là chính là người mẹ muốn mẹ giết mẹ người boss của mình các bạn à. Để lên nắm quyền các bạn. Bằng Hira đang mẹ có những pha rất là loạn lạc các bạn ạ. Mình sẽ canh những lúc gọi là mọi người không để ý. Mình vô mình cho khứa Louis một dao. Mình sẽ ra đi các bạn. Đó còn lúc này tụ tập đang rất đông. Louis đang ở thế gọi là không có phòng bị các bạn à. Chỉ một dao thôi. Đây, khứa nào mà cầm súng cảnh giác ở đây các bạn. Chắc là đàn em của Louis các bạn ạ. Quá nguy hiểm. Hira rất là nhiều luôn các bạn. Có cả cảnh sát. Ta không thể nào mà ra tay ngay ở đây được. Phải đợi tới một đời vắng vẻ các bạn ơi. Gì? Nếu không trả lời ơi. Sao không? Sao không ơi? Tôi thấy ông đi giết thằng Joker đủ mà nó cướp bồ tôi dưới đường. Gì? Thằng nào mà cướp bồ ông dưới đường? Từ mấy ông lưu số điện thoại tôi đi còn 10 phút nữa quay lại. Mẹ mày im ơi, anh đang nói chuyện làm ăn. Từ. À, có quá trời rồi. Khách hàng nữa các bạn ơi, nhưng mà mình phải ra tay với Louis trước các bạn. À, bye bye Louis. Đi chỗ khác chơi. Chỗ anh đang làm ăn cái. Tí rồi alo là anh. Số điện thoại anh là 37328 nha. Anh hay vụ đúng không? Không. À, từ. Nè. À. Cho Louis ra đi các bạn ơi. Hay. Louis ơi. Hai vụ hả? Đúng rồi, hai vụ nè. Ok rồi nha. Đi chỗ khác chơi con mấy khứa này các bạn. Má mấy khứa này các bạn, má đang đi làm ăn rồi trời. Má cay thế nhờ các bạn. Từ mình phải cho Louis ra đi các bạn ơi. Louis không phải sống được các bạn à. Làm gì anh Nguyên Báo? Chết. Louis đi rồi các bạn. Đúng. Đi này. Ăn nguyên lợn này. Louis ơi. Gì mày? Mày chém cho tao nguyên lợn đi. Giỡn là tao à. Mình phải cho Louis một dao nhưng mà chỗ này đông người quá các bạn ơi, không thể nào ra tay được. Đông người vậy sao ra tay được ta? Nhưng mà không ra tay thì mình gọi là không Quyền. Có số má các bạn à. Mày ra mày hỏi sao đi cho tao bắn. Bây giờ lỡ bây giờ có hai phương án các bạn, một là ra tay đây, hai là dụ đi chỗ khác. Phương án một ra tay đây các bạn cho mình số 1 nha, phương án 2 là các bạn chọn số 2 nha. Giờ ra tay đây thì mẹ mình sợ mình vô tù luôn các bạn. Ở đây đông người lắm. Ở đây đông người lắm các bạn à. Mà mình đang hẹn như là anh Điên kia là chỉ 15 phút là anh Điên Louis này mà ấy gớt xác ra các bạn. Má mày sát thủ mình không thể nào trễ hẹn được. Giờ làm sao đấy bạn. Gà tay các bạn số 1 hay là vụ gà số 2 các bạn. Mọi người cũng đang phân vân đúng không? Số 2 hay số 1? Anh muốn có tiền không? Không. Có 2 số 1 đây mọi người, má khó xử quá. Bây giờ anh Louis ở đây thì mình không thể xử được. Giúp anh với đi kiếm giúp người anh á. Đi mẹ nó chở ông vợ anh vô. Bây giờ gọi em ơi. Bây giờ gọi em đi. Sao vậy? Quá nhiều số 1 cũng quá nhiều số 2 rồi. Giết đi. Phải ra tay thôi mọi người ơi. Khách hàng của mình đã kêu hả bạn? Louis phải ra đi các bạn. Má 5k không nữa mày ra tay mày sát hại mày ông chùm mà Louis các bạn ạ. Ra đi các bạn ơi. Trời ơi vì đồng tiền mà mình đã chém đi người anh em của mình các bạn ạ.
Một phút mặt đẹp cho Luis các bạn. Khi đồng tiền. Đồng tiền đưa đẩy. Giang hồ đúng là không thể lường trước được ngày mai các bạn. Luis đã ăn một dao của mình các bạn ạ. anh em hãy tưởng nhớ Luis bằng cách mà chat ra Luis ra kênh chat của mình các bạn, coi như chúng ta sẽ bấm ép Luis các bạn, gọi là pay for Luis các bạn, chúng ta phải respect Luis gì đã cho mình 150 ngàn. Cái dao của mình còn dính máu nữa.